Đó là điện thái hoàng thiên. Đây đây. Ở trên núi Cấm chỉ có điện này là còn được điển thanh. Ngoài những nơi khác thì họ không biết nha, thì không biết. Điển thanh có nghĩa là trong này lúc nào cũng có bốn rồng và chư thiên hộ. Và mình có thì có hai đệ tử, thì có hai đệ tử là ông Thiên Cẩm Hoàng, Thiên Cẩm Thông là một rồng, một hai ông rắn xà thần đã tu ở núi Cấm mấy nghìn năm, rất là khổng lồ. Thì ổng là đệ tử của Kiệt, thì ổng cũng có bổn phận quản lý ở đó. Và ở ngay đó có ông Lân nữa, ông Lân ổng ở đó nữa, gọi là Điện Kỳ Lân, cũng sát bên này, thì cũng là đệ tử. Ngày xưa lúc mà lập ra cái này á, là quý vị, mấy vị kêu mình lập ra, thì ở trên này nè, có cái ấn. Nếu mà không có cái ấn đó, ở cái thế vô hình tà đó, nó cũng chiếm luôn, ngự luôn cái điện này. Cho nên tất cả ai mà những cái người mà nhập đồng, nhập cốt hay gì á, sẽ không có vô đây được. Thì mình chỉ cần chứng minh như vậy thôi, lời hồi náo hôm nay Việt Nam nghe đúng không? Thử đi, thử sẽ biết. Không phải là về tâm linh mà mình muốn đùa gì là đùa giỡn đâu. Có thể đùa giỡn người phàm, nhưng đừng có đùa giỡn với thánh thánh thần nha. Đừng có gạt thánh thần, hay là đừng có mà hỗn hào phạm thượng. Thì lúc đó đó, tiêu xác tiêu hồn không hay á. Mấy chú Phật từ bi, nhưng mà Phật cũng có nói những cái loại mà vô nghị á. Đức Thầy thường dạy á, là Đức Thầy cứu không có nổi á. Rồi đó có linh thiền á, thẳng gì có đó đó. Đọc tiếp Sấm Cơ. Mưa xong lại nắng, thiên cơ khó lường. Trà hoa chạy lấy gió sương, giữ niềm trung thủy, giữ đường thiện tâm. Nhớ câu tâm niệm quanh năm, Phật trời chứng giám, thánh thần độ ban. Ngày mai non nước rõ ràng, ngày mai thọ chí dọc ngang vẫy vùng. Cái bài sấm này của mấy vị cho mình cách đây 40 mấy năm về trước. Mà nước Việt hôm nay càng ngày càng khổ, càng đi vào ngõ cụt. Thì nó có hợp với câu ngày mai non nước rõ ràng không? Ngày mai thọ chí dọc ngang dĩ dùng không? Với hiện tại mình nghĩ cái đó xảy ra không? Khó đó, nó phải có một cái sự thay đổi lớn. Trừ khi Phật Thánh Tiên hạ phàm và xuất hiện ra thân người để mà dìu dắt nhân loại, dìu dắt nước Việt, thì quả mai hai câu này nó ứng đó. Còn nếu mà tiếp tục nữa thì hôm nay Việt Nam á, mọc lên sòng bài quá trời luôn á. Đâu có cái chuyện là ngày mai non nước rõ ràng đâu. Ngày mai non nước đánh bài thì có. Không có tiền mà còn vét thì đánh bài nữa. Nhà băng bây giờ là rút vô là rút ra không được rồi đó. Làm những cái chuyện ngày mai thỏa chí dọc ngang dĩ dùng. Đó là những tuổi trẻ, 65% thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay đi vào ngõ cụt, không có nghề ngỏng, chỉ sống bằng tiền của cha mẹ. Học đường á, thì tụi nó cũng chán học rồi, cũng chẳng có việc làm. Chỉ có tối ngày có mơ ước đi làm lao động ngoại quốc. Lao động ngoại quốc, đứa nào mà 100 đứa mà hơn được một đứa đó, đi qua Nam Hàn hay qua Nhật, thì cũng chẳng qua là qua bển làm nhà hàng bội bàn thôi à. Đi qua Nhật hoài biết mà. Thì đó là mơ ước đi làm bồi bàn, chứ là phải mơ ước đi làm một cái gì rạng rỡ đâu. Tại sao nước của mình có trí tuệ, có chất sáng, có 6 triệu anh em ruột của mình ở hải ngoại mà mình không nhờ giả, mình không đùm bọc lẫn nhau? Người Do Thái họ không có mảnh đất mà hôm nay họ thành một cường quốc. Tại sao người Việt Nam mình, cha mẹ cho mình có mảnh đất sẵn ở đó,
Đức Thầy và Hội đồng Chư Phật Thượng Đế đã cho một phần những cái trí tuệ của con rồng cháu tiên đi ra hải ngoại 6 triệu người để mà đem chất sáng, để mà đem tiền đô về giúp đỡ những anh em ruột thịt của mình còn bị kẹt ở bên kia. Tại sao mình vẫn chưa làm được? Thì làm sao mới gọi là ngày mai thỏa chí dọc ngang vĩ vùng được? Nghe thỏa chí là vô sáng sỉnh chiều xây ba cửa cà phê thỏa chí à? Không phải, tụi nó không có muốn sáng sỉnh chiều xây ba cửa cà phê hay là bia một đô của Trung Cộng mà để đi chết yểu không? Mà là về con người không có lối tu tập và đồng thời cũng xã hội cũng đi đến ngõ cụt, không có việc làm, không có tiền, họ buồn thôi, đáng thương. Cho nên những đứa mà lãnh một lương dư đựng viên mấy chục nghìn đứa tháng 3 triệu á, ngày nào cũng chửi cho phụ như chó vậy đó, chửi thân tâm mình đó, cho phụ rất là thương mấy đứa đó, ngày nào cũng thắng. Tại vì nó chửi nhiều quá bị khẩu nghiệp, nhưng mà cái bụng đói thì phải chửi thôi à. Mấy con no, mấy con đầy đủ, mấy con đâu có hung dữ đâu, bớt phải không? Hung dữ tùy theo chuyện. Còn mấy này giàu cho nó có hiền, nó có tâm Phật đi nữa mà bụng nó đói nó cũng phải chửi thôi. Tại nó phải ăn trước khi là nó thành Phật. Cái bao tử phải có đồ ăn trước khi thành Phật thì bắt buộc nó phải chửi. Ngày mai thọ chí dọc ngang dãy vùng. Bây giờ là lúc tiền hung. Tiền hung là tức là lúc này là chuyện rất là hợp. Tiền hung có nghĩa là chuyện xấu, chuyện dữ, chuyện bất như ý đang xảy ra. Bây giờ là lúc tiền hung phải không? Ngày mai hậu kiếp reo mừng quan ca hậu kiếp thì mình chưa thấy. Ngày giờ nào mà Đức Quần Cứu Sổ xuất hiện thì mình vẫn không biết. Nhưng mà Đức Thầy có hứa với Kiệt rất là nhiều lần, không phải một lần. Xin lỗi sư phụ. Ta sẽ gặp con trên đất mẹ. Hôm nay Kiệt này có hai nhiệm vụ xuống đời bài kính thiên đó, đạo đời dương gian. Về phần đạo thì sư phụ coi như có một chút xíu gặt hái là thảy được cái hạt giống xuống thế gian, tự động nó sẽ mọc lên như là cỏ. Còn về phần đời, đạo đời chưa gì hết thì đó là nhiệm vụ xuống trần kỳ này, đạo đời. Thì cái đời thì mình phải đi đời á. Lúc mà xuống trần có tất cả là nguyên một cái sư đoàn luôn á của Thượng Đế. Mình dùng những sư đoàn á, thấy C5 mà nó nhảy lính nhảy dù xuống, mà nó nghe về siêu nhảy dù xuống thì rất là đông, nhưng mà đa số họ đang ẩn, họ không có hiện. Chứ một mình sư phụ cầm cây bắn cây ánh sáng với cầm cây anten thì hôm nay lên cái đài này nói, nhưng mà họ đang ẩn rất là lâu, họ cũng đang già và đang khổ và đang trông mong. Cho nên trong đó có Đức Thầy đã biết trước, chớ nóng nảy sân si hư việc để thời thằng Kiệt nó hồi y. Cho nên cái gì là cơ vận đi hàng nghìn năm nó sẽ đến từ bước. Nhưng mà những người có sứ mạng không phải như người đời muốn nghĩ là có. Nó phải có ấn của cha, có chiếc chỉ của cha, và thế gian phải có kim bài nữa. Kim tức là bài. Ở trong này viết nè, Pháp Vương Kim Lệnh, Thái Tử Thiên Nhãn. Cái này á, người nào mà bất cứ về cái gì khi cầm cái này ra, khi này cầm cái này ra là trượt dữ lắm, phải cầm ra để mà giúp cái người đó đừng có bị bùa ngải tư ém về vong linh. Hoặc cầm cái này ra thì ở ngoài kia bao nhiêu vị thần nó đều phải quỳ xuống. Cái này nó phải bằng vàng, tuy là nó là cái chất liệu là vàng, nhưng mà nó có một cái pháp thuật, một cái power rất là mạnh. Hiện giờ quan nó cũ, hôm qua thấy có thằng nhóc nó bị khùng khùng á,
Tại hồi tính qua thì cuốn nó không biết bữa nay nó đâu rồi. Hôm qua nó đánh đây nè. Có thể đang học hết. Ở đây để là Buddha King số 8. Ở trên này có cái dấu hiệu thiên tâm nè. Thì Đức Phật Di Lặc là vị số 8. Phật Thích Ca là người thứ 7 nha. Không phải ai xuống trần mà nói bằng miệng mà có phải có ngọc ấn, mà có cùng ngọc ấn bằng cảm thạch. Cảm thạch thiệt luôn á. Bự như nè, nặng khoảng như ta 10 pound là nhiêu ký? 4,5 kg phải không? Ở trên giữa chỗ cha mẹ ở bên núi Cấm ở Thái Hồng Thiên á, đó là cái ấn đó. Cái ấn đó đích thân cha vào. Cái ấn đó mà ấn xuống một cái đó đó là hiệu lực vô cùng. Ở đó mà không có cái ấn đó đó là cái điện Thái Hồng Thiên này cũng xong luôn á. Cho nên tới ngày hôm nay điện Thái Hồng Thiên rất là lâu, nhưng mà trong đó không có cái gì gọi là khí trượt hết, khí thanh. Không có người nào mà dám vô đó nhập đồng hay là ông tề hay là công chúa này mà nhảy tà tưng như mấy con thấy trên mạng, không có. Cho nên khi mà mấy con bắt đầu bước vào thiền bát nhã họ Thiên thì từ từ, lúc đầu thì vô dạy đọc kinh, nhưng mà từ từ vô dạy thì hiểu về tâm linh để mình biết được là những người thân mình đang bị cái gì. Không phải nó ngủ không được, là nó bị stress, nhiều khi ma nhập nó nữa. Mình sống chung với cái cõi ta bà này á, quỷ nhiều lắm. Lỡ mà đi vô nghĩa địa ăn chút ra thôi là về nhà thay đổi liền á. Mà người Mỹ hay là những người không có hiểu về đạo, người ta đâu có biết. Người ta có đi khám bác sĩ rồi xin thuốc tối ngày à, cho thuốc ngủ rồi chết luôn á. Cả mấy bác sĩ Mỹ á, ở trong nhà thương đi cứu người cứu huyết, nó cũng thành điên luôn á. Mà nó không biết sao điên nữa. Bây giờ là lúc tiền hôn, ngày mai hậu kiếp reo mừng quan ca. Chim hiền gặp nẻo gần xa. Chim hiền gặp nẻo gần xa. Chim hiền là 6 triệu người trên khắp quả địa cầu này. Bây giờ mình nghĩ trước khi mà vượt biên mà em làm gì mà mấy vị biết là có nhiều người đi hải ngoại. Mấy vị dí chúng ta là Việt Kiều là như chim hiền đó, khắp thế giới mà. Chim hiền gặp nẻo gần xa, bay về tổ cũ chan hòa yêu thương. Tổ cũ là gì? Tổ cũ là nước Việt Nam Sài Gòn mến yêu. Sài Gòn ơi, ta đã mất người trong cuộc đời. Đó là một bài thơ của một vị thần.